Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để map phím của con tay cầm gamepad Joystick M20 này đối với tựa game mobile. Thì ở đây hôm nay mình sẽ sử dụng đó là game uh, Liên Quân Mobile nha anh em. Thì uh, bây giờ mình đã vào game và vào thao trường luyện tướng rồi này. Anh em để ý ở bên góc màn hình, nó sẽ có một cái trợ năng ảo của ứng dụng Gay bên mình ha. Anh em ấn vào. Đó, nó sẽ ra cái menu này. Rồi, tiếp theo đó là anh em sẽ chọn điều chỉnh giúp mình thì anh em để ý này cái phím tròn có cái tâm màu đỏ này nó sẽ là cái joystick di chuyển thì việc của anh em bây giờ là dùng ngón tay chạm vào nó trên màn hình đó và anh em di chuyển đúng với cái phần di chuyển trong game đó ok cái đó là cái đầu tiên ha cái thứ hai để sử dụng những cái phím này thì anh em để ý trên cái thanh menu giúp mình này nó sẽ có là l 1 l 2 est 1 thì nó là những cái phím cơ của ngón tay cầm còn cái mà đánh số thứ tự từ 1 tới 8 và phía trước nó có chữ tiếng trung thì nó sẽ là cái phím mắc dù ảo ha Ok thì cái việc lấy nó ra anh em rất đơn giản Bây giờ anh em chỉ việc lấy ngón tay chạm vào Bây giờ mình lấy phím L1 Tức là cái phím này trên con tay cầm nha Đó anh em đè nó Rồi lấy nó ra thôi Và đặt nó ở một cái vị trí bất kỳ Ở đây mình sẽ để cái đánh thường nha Đó ok chưa Sẽ để cái L1 là đánh thường Rồi còn cái uh, này thì anh em có thể để bất cứ vị trí nào Đấy Đây mình sẽ để đây là mẫu cho anh em ha Rồi bây giờ anh em ấn lưu lại này lưu và áp dụng này đó và anh em tắt nó đi ha đó bắt đầu này l một mình đang để đánh thường nghe đấy anh em thấy là con tướng của anh em bây giờ nó đã di chuyển nó đánh thường rồi còn ấn vào cái này thì nó là cái chiêu ba ha nhưng mà mình chưa cộng đấy ok cho anh em đó cách mắt phím là vô cùng đơn giản ha